học do khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phối hợp cùng Đại học Kim Cầu Hoa Kỳ. Tất cả các sinh viên mà tốt nghiệp ra trường theo cái chương trình phiêu cờ và các chương trình của khoa thì rất là thành công. Để sau này khi mà họ đi ra đời và trong chuẩn bị sự nghiệp thì họ sẽ có được cái sự thành công.